Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình đang ở nhà. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, mình sẽ ở nhà và tự cách ly 14 ngày, 15 ngày, 14 ngày gì đó. Thì nói chung là trong lúc rảnh rỗi như thế này thì mọi người thấy là mình đang bày ra để làm một số công chuyện. Đó là gì thì mọi người chắc là đã biết rồi. Tại vì thời gian gần đây thì trên các trang mạng xã hội cũng khá là nhiều luôn á, chia sẻ cái hình ảnh. Bên đây nè, mình sẽ để cho mọi người xem nha. Và khi mà nhìn vào thì mọi người đã biết là đây là cà phê Bọt Biển đúng không? Nói chung là có một cái tên nữa, là tên gì ta, mình không nhớ nữa. Rồi hôm nay mình sẽ làm cà phê Bọt Biển để cùng thưởng thức ở nhà. Và sẵn đây thì mình không ra đường được, cho nên là mình sẽ không quay clip về đồ ăn được. Cho nên sẽ có những cái clip mà ở nhà như thế này, làm bánh hay là các loại bánh miền Tây mình biết được, hoặc là các loại mà món ăn miền Tây. Mọi người hãy theo dõi ha. Các thành phần ở đây thì mình kể trước nha. Thứ nhất là nước sôi nè. Thứ hai là sẽ có cây đánh nè. Xong rồi cà phê nè, sữa tươi nè, đường nè. Và nếu mà mọi người chọn cái cà phê thì mọi người nên chọn cà phê là cà phê đen nha. Cà phê phin cũng được, nhưng mà đặc biệt là phải cà phê đen, không phải là cà phê sữa. Bởi vì sữa mình khi mà mình đánh lên, mình đã thử rồi, thì nó sẽ không thành công đâu. Nó không sẽ không bông lên giống như là cái Bọt Biển được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi nấu nước. Mình vừa nấu nước xong rồi mọi người. Không có quay cái công đoạn nấu nước của cho mọi người xem, bởi vì nó cũng đơn giản bình thường mà đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành làm thôi. Mà trước khi làm thì mình mong rằng là lần này mình sẽ không thất bại nữa, bởi vì hai lần trước mình đã làm thất bại rồi. Lần trước là mình đánh bằng cái muỗng á mọi người. Thật ra thì mọi người cần có một cái độ bông ra, thế nên mọi người nên đánh bằng cái cây như thế này hoặc là máy đánh. Nhưng mà thí dụ như mình quay hôm nay làm cái clip này mà mình dùng cái máy đánh trứng á, đánh á thì nó bỏ qua quá là nhiều công đoạn, nó sẽ không còn thú vị nữa đúng không? Rồi cho nên là đánh bằng cái cây thủ công này thôi. Ở đây thì cà phê là G7 ha. Mình xét cà phê lên trước. Mình nhắc lại là tỷ lệ thì chắc là mọi người cũng đã biết. Ở trên mạng thì có rất là nhiều bài xe luôn. Thì tỷ lệ sẽ là 1-1, có nghĩa là một đường, một nước, một cà phê. Thì có nghĩa là mọi người cứ tăng dần lên. Thí dụ mọi người muốn 2 muỗng thì 2 muỗng thì tất cả đều 2 muỗng hết. Vậy đó. Ôi trời trời, sao này nó nhỏ gì, bỗng nó chút chiếu vậy ta. Đây nè mọi người, đây là cà phê G7 nha, cà phê đen. Bây giờ mình sẽ chắc là mình phải chế ra một cái tô nữa, một cái chén nữa, để có thể là khi mà mình múc lên mình cân, mình canh cái lượng cà phê nó đủ với cái lượng nước và lượng đường. Yes, đổ ở đây cà phê đen, cà phê bột. Mình nghe một số bạn trên mạng chia sẻ mọi người, thì mình dùng cà phê phin bình thường á thì nó sẽ ngon hơn luôn. Thường ngày thì mình uống Trung Nguyên, nhưng mà hôm nay á thì cái này cũng của Trung Nguyên, nhưng mà G7 cà phê bột. Mình nghĩ rằng là mình thấy trên mạng mọi người làm cà phê G7 hết á, mình sợ là mình làm thất bại nữa, cho nên là thành ra là mình mới mua cái cà phê G7 này. Nhưng nếu mà mình biết sớm á là dùng cà phê phin thì được, đó là mình đã làm rồi, mình khỏi cần mua rồi, tại vì nhà mình đã có sẵn cà phê đen Trung Nguyên đó mọi người. Thôi lỡ rồi ha, mua thì vẫn làm luôn. Để xử thử xem như thế nào. Dạ. Không biết là những bạn xem clip của mình đó thì đã có làm cái cà phê này chưa. Nếu mà rồi thì mọi người hãy chia sẻ coi mọi người đã làm thành công chưa. Chắc mà cũng không ai làm thất bại giống như mình đâu ha. Rồi, khi mà mình đổ ra đây, sữa mình để một bên trước đi ha. Đây mọi người, mình thấy còn ít quá, thôi mình bỏ thêm đi. Này chưa được muỗng à, chắc nghẹn. Tại vì mình không uống cà phê này thường, cho nên thành ra mình mua cái hộp nhỏ. Mà hộp nhỏ thì cái bịch cà phê nó rất là nhỏ như thế này luôn. Nó bé như một cái bịch tương ớt vậy á mọi người. Đó, mình đổ hết ra đây để hồi mình khi mà mình múc á, nó sẽ đúng cái lượng hơn. Rồi, bây giờ làm đi, làm thôi. Trời ơi, chết rồi, cái muỗng này, cái muỗng ấy mà múc nước nóng. Mình đổi muỗng nha mọi người, muỗng này là muỗng bằng nửa. Mình sẽ không có tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ lấy cái muỗng như thế này, bằng inox. Mình sẽ múc cái lượng cà phê vào trước. Đây, một muỗng. Mình sẽ làm hai muỗng. Rồi, thì bây giờ tới hai muỗng đường luôn. Ây da, hai muỗng đường. Đó, y chang vậy luôn, hơi nhiều quá.
một muỗng, hai muỗng, rồi hai muỗng đường ha. Rồi bắt đầu là hai muỗng nước sôi luôn. Đây, một muỗng, hai muỗng, mọi người nhớ là tỷ lệ 1:1 nha. Rồi xong bắt đầu đánh. Trời ơi, công đoạn này là cái công đoạn mà cực khổ nhất trên cuộc đời này nha. Rồi bây giờ khuấy lên, trời ơi, chuẩn bị tới cái công đoạn nhảy tay đi mọi người. Hu hu hu, mình không biết thấy đánh tới chừng nào luôn. Mà mình thấy nhiều bạn có cái máy đánh trứng á, chỉ cần để vô xè một cái là xong. Mà mình lấy cái máy đánh trứng mà làm như vậy thì thôi khỏi làm video luôn cho rồi đi. Tại vì nó rất là ngắn mà rất là dễ dàng. Mình phải thử tự thách thức cho bản thân mình là phải ngồi đánh như thế này. Ủa đánh làm sao? Ê, đây là không phải chuyên nghiệp cho mọi người, cho nên là thành ra là đánh nó thật là kỳ cục. Mình thấy tại vì thường ngày đánh trứng thì mình với số lượng nhiều á thì nó cái độ mà cái tay nó kéo nó kẹo kẹo á thì nó được hơn. Còn giờ mình thấy nó cứ lỏng lỏng thế nào á. Mùa này mà ở nhà là mọi người thấy là cái công việc mà nấu ăn trở thành là tiêu điểm đúng không? Tại vì là bây giờ ở nhà thì mình đâu có làm gì đâu, có thể là work from home rồi các kiểu con đồ điểu, nhưng mà nấu ăn thì không thể thiếu rồi. Mọi người mình thấy ở trên mạng share rất là nhiều những cái món ăn giống như là các món như là nãy mình mới vừa coi là món gì ta, thịt nguội hả, xong rồi làm các loại bánh cuốn nè, xong rồi lẩu mắm nè. Trời ơi nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ làm một số video về nấu ăn tại nhà trong cái thời gian này, mọi người cùng xem nha. Ủa, mọi người thấy nó đánh một hồi cái tự nhiên cái nó có hơi chuyển màu á. Thường ngày đánh bằng cái muỗng mỏi cả tay luôn mà chẳng thấy nó bông lên cái khỉ gì hết á. Nhìn thấy nó đen đen, nhìn ghê quá. Nhìn nó cứ kẹo kẹo mà đen đen ghê quá mọi người ơi. Đầu tiên hình như là xuất hiện trên TikTok đúng không mọi người? Lúc mà bắt đầu là chiến dịch ở nhà trên tất cả mọi nơi, cả ở thế giới lẫn Việt Nam mình luôn, thì mình thấy là trên TikTok xuất hiện rất là nhiều clip này. Xong cái bắt đầu cái mấy bạn ở trên Facebook này, Instagram này cũng bắt đầu chia sẻ. Và dần dần thì không quá là nhiều. Mình đi kiếm cái cây khoái trứng á mọi người, trời ơi tất cả mấy cái siêu thị á, mình hỏi là hết hàng rồi, nhưng mà mình biết được đó là khoảng cách đây một tuần mình đã thấy nó rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là chắc mình cũng không có mua làm giống mọi người đâu, nhưng mà thấy á là ở nhà mình rảnh rỗi quá cũng biết là làm gì hết, cho nên là thành ra là mình chạy ra siêu thị. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của ngày mà toàn dân gọi là cách ly xã hội mọi người đó, cho nên chạy ra thì không còn nữa, mình phải đi mấy siêu thị luôn thì mình mới mua được cái cây đánh trứng này. Đó, rất là đầu tư cho cái clip luôn á, mọi người nhớ xem nha. Tại vì mọi người bây giờ thì cũng ít bán nữa, kiểu như mấy chỗ hàng quán thì nó cũng không bán, chỉ bán mang đi thôi. Mình thì cũng không tiện ra ngoài để quay cho mọi người, cho nên thành ra là ở nhà sẽ xuất hiện những cái clip như thế này. Mình thấy các anh chị của mình thì còn nấu gì ta, nấu bánh ở nhà nè, rồi về miền Tây đổ bánh xèo nè, cũng hay chứ bộ. Mà ở đây mình không có đủ điều kiện như đổ bánh xèo. Vậy mình nghĩ là ở dưới quê mình á thì có dừa đồ này kia nọ với lại cái chảo lớn á, thì đổ bánh xèo nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mọi người thấy là bây giờ đánh kia ban đầu mọi người mới bỏ vào thì cái hỗn hợp này nó sẽ không có bị kẹo á mọi người, nó sẽ không có làm nặng tay như thế này. Bây giờ thì mình khi mình khuấy lên đều như thế này thì mọi người thấy nó chuyển thành cái màu hơi nâu, dạng như là giống như cái gì ta, cái mát đất mặt hả? Ừ đúng rồi, giống như là cái bột đất mặt đó mọi người, nó sẽ có màu nâu nâu như thế này. Cái bùn cũng đúng nữa. Xong rồi á nó sẽ rất là nặng tay, khi mà mình khuấy lên thế này thì nó đã kẹo và rất là nặng tay luôn đó. Ôi phải làm được thôi, chắc mình nghĩ là hôm nay mình sẽ làm thành công sau 3 lần thử nghiệm. Tại mấy lần trước mình đánh rất là mỏi tay, mình đánh bằng cái muỗng mọi người, cho nên thành ra là cũng không có thành công, mình cũng bỏ giữa chừng á. Cho nên mình trộn với sữa mình uống luôn à, giống như cà phê sữa thôi. Còn hôm nay thì mình đã quyết tâm mình sẽ làm được để có một cái chiếc clip thật là xịn khi mà làm được cái món mọc biển hot trend ha. Mệt á. Bây giờ ở nhà thì cái âm thanh nó chất lượng hơn đúng không? Cho nên là mình sẽ nói nhiều hơn, bởi vì ở ngoài á thì có rất là nhiều xe cộ các kiểu thì âm thanh có không có chất lượng bằng khi mà mình ở nhà rất là yên tĩnh như thế này và làm các cái món ăn
Ây vui. Nó hơi hơi đóng ở dưới cái cặn của cái tô nè mọi người. Mình đang khuấy lên đều 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 đều. Máy đánh trứng thì khoảng tầm 5 phút là mọi người đã có món cà phê bột biển uống rồi. Nhưng mà mình ở đây thì làm cho nó drama hơn. Sẽ có nhiều thứ phải nói hơn. Rồi phải quậy nhiều lần hơn để cho nó ra một cái thì có công sức bỏ ra thì làm cái món này nó sẽ hấp dẫn và thú vị hơn, đúng không mọi người? Mọi người thấy bây giờ là nó rất là nặng tay và cái màu của nó thay đổi xong rồi á, cái bọt của nó thì nó bong bong lên. Thì kiểu như là mọi người cảm nhận được, nó giống như là mình đánh dạng mấy cái bột á, thì nó sẽ bong lên như thế này. Đó, nè không? Mọi người thấy không? Nó kéo 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 như thế này. Thì là chúng ta đã sắp thành công. Không, thành công rồi á mọi người. Ở đây á, thì có các cái nguyên liệu rất là dễ nha. Mình nói sơ là trong cái phần này á, thì cái G7 mình mua một hộp khoảng 24.000 thôi. Xong rồi sữa thì mọi người có thể là mua sữa tươi Vinamilk. Thì một bịch khoảng cỡ chừng là 5.000 hoặc đến 6.000 thôi. Rồi xong, đường thì nhà ai cũng có. Và cây đánh trứng này, đặc biệt là mọi người phải mua cây bánh trứng nha. Đừng như mình là mình đã từng quậy bằng muỗng. Và bằng muỗng thì nó sẽ không thành công và thất bại hàng ngàn lần. Cho nên là cây đánh trứng này thì mua khoảng cỡ 20, hình như 25.000 thôi, là có thể là làm ra được cái món cà phê bột biển hot trend. Thật sự là để khoe lên Facebook hay là Instagram hay là các kiểu đại điểu thì mọi người cũng thấy là nó cũng thú vị, đúng không? Tại vì những cái mùa này mình không thể order nhiều cái dạng cà phê uống, thì mình cũng tự để làm, để uống và tự thưởng thức trong gia đình cũng được. Mọi người thấy là bây giờ cái đồ kẹo của nó ha, mọi người thấy không? Nó đi theo, mình kéo kéo ở thế này nó đi theo nè. Là bây giờ là mình đã thành công rồi đó. Tạo ra một cái màu cà phê thật sự khác biệt. Ban đầu là mọi người thấy nó đang xì lì như này luôn nè. Xong rồi mình quậy ra dưới sữa với đường, lộn với đường với lại nước sôi thì nó ra cái màu như thế này và nó còn kẹo kẹo như thế này nữa. Ồ, giống bột biển ha mọi người ha. Bột biển mình cũng chưa thấy luôn. Nhưng mà mình tưởng tượng thì xem phim thì cũng thấy là nó có một cái xốp xốp. Một cái sự xốp xốp như cái cà phê này. Đó, mọi người thấy là sự khác biệt chưa? Một cái là rất là mịn, rất là xốp mà còn rất là sao ta? Màu nó mịn mịn, nó làm cho mình có cảm giác giống này trong đây có rất là nhiều sữa, nhưng không, ở đây không có sữa, chưa có sữa đâu nha mọi người. Còn bên đây là cà phê đen bình thường nè, nó đen thù lùi như thế này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái công đoạn mà mình chờ đợi nhất trong cái màn múa lửa này. Ở đây á thì mình sẽ dùng cái sữa này nha mọi người, sữa của Đà Lạt. Và cái loại sữa này là sữa đóng chai, mà sữa nó mình cảm nhận uống cái loại sữa này thì nó sẽ có rất cái vị thanh nhiều hơn và nó thơm mùi sữa nhiều hơn. Còn cái sữa trong bịch thì mọi người cũng thể mua giống như Vinamilk hay là TH True Milk, cái nào cũng được hết á, miễn là sữa tươi được rồi. Và ở đây thì nó là không đường, và thường ngày thì mọi người muốn uống ngọt hơn thì mọi người có thể là mua đường để có thể là cảm thấy là cái vị sữa nó mặn mà hơn, nó ngon hơn. Tại vì bây giờ cái cà phê này của mình thì nó cũng không có quá nhiều đường, cái này nó hơi đắng, cho nên là mọi người muốn uống ngọt thì sẽ mua sữa có đường nha. Rồi ở đây sữa này có Bắc Hành Xeo nữa mọi người. Ủa, này là quảng cáo thương hiệu hả? Bắc Hành Xeo. Rồi ok, bây giờ chí ra hả? Người không có chuyên nghiệp cho nên là thành ra là mình không nhớ được tất cả các bước đâu mọi người. Lần đầu tiên làm thành công cho nên là bây giờ mình sẽ tới cái công đoạn là bỏ nước đá. Mình đã khui sữa rồi nhưng mà bây giờ chưa đổ sữa vào đâu, mình bỏ nước đá vào đây nha. Uống lạnh mà, uống lạnh nó sẽ ngon hơn. Úi cha cha, sắp cho nó đẹp đẹp một chút. Chúng ta hãy cùng nhau chế sữa vào. Rồi, thế không biết. Mình chế lưng lửng thôi để mình còn bỏ cái bọc biển vào bên trên nữa mọi người. Đấy, đóng nắp này lại. Này thôi, nó đổ lum luôn á. Sữa Bắc Hành Xeo mọi người. Sữa này sữa Bắc Hành Xeo. Đến màn biểu diễn, bỏ cái bọc biển vào bên trên. Wow, cẩn thận nha mọi người, để không dính tùm lum người liên nó sẽ không có đẹp. Wow, ghê ghê ghê, giống bartender luôn á. Ào, ê mình nói là với cái số lượng này thì làm được 2 ly chắc là sai rồi mọi người. Cái này làm được 1 ly à, mình thấy là cái để cái bọc biển vào đây thì nó bị ấy. Bây giờ mình sẽ dè ra hơi hơi để cho nó đẹp, để cho nó dè ra, nó sẽ dính hơi hơi phiên phiến cái phần nước đá ở đây, nhìn nó sẽ ngon hơn.
Mình phải khuấy nè, để làm chi, để mình kéo cái này lên để nhìn cho nó đẹp á mọi người. Ui, nhìn giống ấy quá. Đây, một ly cà phê bọc biển của mình ha. Đã thành công rồi, nhưng mà mình không có làm cái gọi là cái nấm ở trên đây được. Tại vì mình kéo nó không lên ta. Thường ngày á, người ta sẽ làm nhiều bọt lên nặng, người ta kéo lên như thế này à, nhìn cho nó sang sang giống như ở trong quán cà phê, nhưng mà mình làm không được. Nhưng mọi người thấy là ở trên đây sẽ là phần bọt biển ha. À, cận cảnh ở bên trên nó, xong rồi ở dưới đây sẽ là sữa tươi. Ủa mà uống món này mình cũng không biết uống làm sao, mình khuấy lên hả mọi người, hay là mình uống trực tiếp như thế này? Nếu mình uống trực tiếp như thế này thì sữa nó không có lên và cái hương cà phê rất là đậm, cho nên là mình sẽ quậy lên để mình cảm nhận được cái sự hòa quyện của nó ha. Trời ơi, mắc cười quá à. Quậy lên hả, chắc vậy quá à. Nhìn nó mắc cười quá à. Nhìn cái bây giờ nó bị lạnh á, cho nên thành ra là nó bị đóng cục lại nè. Rồi mình uống thử đi. Béo của sữa à, mà sữa này á, là do sữa tiệt trùng mà dạng nó thơm thanh thanh, mình không biết diễn tả làm sao nữa. Rồi cái hương vị của cà phê á, thì nó hơi đắng đắng và không giống latte mọi người, cũng không phải là cà phê sữa của mình nữa. Nói chung là có hương vị rất là riêng và uống vào thì nó còn lợn cợn của bọt biển á, cho nên nó xốp xốp ở trong miệng, thấy cũng được mọi người. Uống này nó sẽ lạ, nó lạ hơn cà phê phin của mình thường ngày. Ok, mình thấy rất là hay ha. Nếu mà mọi người thấy là trong clip này thì thú vị thì mọi người hãy nhớ làm thử tại nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố. Bye bye.